Công ty nhà đất Huyền Trang Thái xin chào cô chú và anh chị, em là Thu Nhiên. Thì hiện tại là em đang ở ấp Thới An B của xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho cô chú anh chị một căn nhà giá rẻ được nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa này luôn nha. Thì cái con đường lộ nhựa này á, là đường thông luôn và xe ô tô 16 chỗ nè, 30 chỗ hay là xe tải á, là cô chú anh chị mình có đi thoải mái nè, đi vi vu luôn. Thì nếu như mà cô chú anh chị đi theo cái trục đường này, mình đi tầm khoảng 2 cây số thôi là cô chú anh chị đã đụng đường tỉnh lộ 827, rẽ phải là đi về thị trấn Vĩnh Bình, về quốc lộ 50, rẽ trái là đi về đường tỉnh lộ 877 nha. Đó là một hướng ha. Còn cái hướng ngược lại ở bên đây thì cô chú anh chị mình có thể đi về chợ kênh 14 Cống Điếu nè, đi về ủy ban của xã Long Vĩnh luôn nha. Đó, đây là đường thông luôn. Nhà mình thì sẽ được nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa này luôn. Vị trí ở đây nha, khu vực đông dân cư nè, điện nước wifi có đầy đủ luôn và có cả hệ thống đèn đường chiếu sáng luôn. Đây, cô chú anh chị coi nè. Căn nhà mà em muốn quay giới thiệu cho cô chú anh chị chính là cái căn nhà này. Thì ở đây á nha, sẽ thích hợp để cho cô chú anh chị có thể làm nhà vườn nghỉ dưỡng nè, hoặc là mình có thể làm nhà ở. Phía trước mặt tiền thì mình có thể làm một cái mái che tiền chế để mà mình có thể kinh doanh mua bán thêm là vẫn được luôn nha. Tại vì ở đây là gần sát bên trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình luôn. Và cái xã Long Vĩnh của mình hiện tại là xã nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Gò Công Tây ở đây luôn nha. Đó, cô chú anh chị thấy có tuyệt vời chưa? Rồi thì cái này là do là đất nhà cắt ra bán cho nên là hiện tại tụi em có đo hạo hạo cái diện tích mà chủ muốn bán để quay cho cô chú anh chị mình xem. Thì khi mà cô chú anh chị ưng á, mình có thể liên hệ cho bên công ty, rồi tụi em có thể dẫn cô chú anh chị đi xem nè. Rồi sau đó là mình có thể gặp trực tiếp với chú chủ nhà luôn để mà mình có thể thương lượng giá cả luôn ha. Thì cái mặt cái diện tích mà chủ muốn bán cho mình á, có mặt tiền bề ngang là tầm khoảng 9,5 m. Thì khoảng 9,5 m là cô chú anh chị tính từ cái vị trí cái bức tường mà giáp ranh với nhà hàng xóm bên đây nha. Cô chú anh chị mình đo ngược qua bên đây tới cái khoảng vị trí cái cây cột này là mặt tiền bề ngang khoảng 9,5 m, chiều sâu vô hết đất của mình luôn thì trung bình là tầm khoảng 30 m, trong đó là có sẵn 100 m² thổ cư và có một căn nhà cấp 4 này luôn. Giá là 950 triệu, giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ nhà luôn ha. Xung quanh đất mình nha, em thấy là đã có hàng rào ranh giới rõ ràng rồi. Thì bây giờ là em sẽ dẫn cô chú anh chị đi vô xem bên trong nhà trước ha. Đây, cô chú anh chị nhìn nè, thì đất của mình á là đã cao ráo bằng với mặt đường luôn. Còn riêng phần nền nhà là em thấy chủ xây á, và chủ đã đổ cái nền nhà rất là cao luôn nè. Khu vực ở đây á, thì sẽ không có bị ngập lụt gì hết và cũng không có bị nhiễm phèn hay là nhiễm mặn gì nha cô chú anh chị. Đó, một căn nhà rất là kiên cố luôn. Cô chú anh chị mình về chỉ cần sơn phết lại nè, rồi mình có thể lót gạch sàn hay là ốp gạch tường thôi là mình có thể ở rồi, cũng không có cần sửa sang nhiều ha. Và khi mà chủ bán nhà cho mình á, là chỉ có bán đất và nhà thôi, còn riêng những đồ nội thất trong nhà là cô chú chủ nhà sẽ đem đi nha. Đây, cô chú anh chị xem nè, nền đổ cũng rất là cao luôn ha. Đó, ở đây là xe ô tô là đi vi vu luôn nha. Xung quanh đây thì dân cư cũng rất là đông cho nên là cô chú anh chị mình có thể yên tâm khi mà về đây ở ha. Đó, những cái cửa này về em thấy cô chú anh chị mình sơn lại sẽ rất là đẹp luôn nha, cửa gỗ luôn ha. Đây là khoảng không gian phòng khách của mình nè, cô chú anh chị có thể sắm một cái bộ ghế sofa mình để phía trước nè. Ở trên thì mình có thể đóng la phong lại rồi mình sơn tường lại nữa là rất là đẹp luôn ha. Phòng khách của mình cũng rất là rộng luôn. Nhà mình hiện tại thì em thấy có một phòng ngủ nha cô chú anh chị. Thì đây là cái phòng ngủ hiện tại của mình nè. Đó, em thấy cũng khá là rộng rãi luôn. Mình cũng có thể để một cái giường ngủ nè, rồi thêm một cái tủ đồ nữa là vẫn còn rộng ha. Đó, bên hông này thì mình sẽ thông ra phía trước. Thì như cô chú anh chị mình thấy á, cái mình nhìn vô căn nhà là mình biết là căn nhà này chủ ở từ xưa tới giờ rồi, chứ không phải là xây để bán. Mà do hiện tại là theo như em biết là chú cũng cần tiền để trị bệnh nè, rồi do là sổ cũng đang cầm cho nên là muốn có một số tiền để rút sổ ra, cho nên là chú mới kêu bán thôi, chứ thật ra thì cũng không có đành lòng để bán đâu cô chú anh chị. Đó, đây là nhà bếp của mình nè.
Cô chú anh chị về mình có thể sửa sang lại theo ý thích của mình. Tại vì hiện tại mà nhà hay là đất mà nằm trên mặt tiền lộ nhựa nè, gần thị trấn Vĩnh Bình, ô tô đi thoải mái luôn, mà giá chỉ có 950 triệu thôi, có sẵn thổ cư luôn. Giá này thì hiện tại cũng khó kiếm lắm nha. Cho nên là cô chú anh chị nào mà quan tâm á, mình muốn tìm nhà mà đường ô tô nè, mà giấy tờ rõ ràng á, rồi mình có thể làm nhà vườn hay là xung quanh đông dân cư á, thì mình có thể quan tâm tới căn nhà và miếng đất này nha. Ranh giới của mình nè cô chú anh chị, nó bức tường nè, rồi ở phía sau này á em thấy là còn một cái khoảng đất trống nữa để mà cô chú anh chị có thể trồng thêm một vài loại cây trái nữa nè. Đây là hàng rào ranh giới của mình nè, đầy đủ hết luôn ha. Rồi thì em xin nhắc lại nha, ở đây là thuộc về ấp Thới An B của xã Long Vĩnh, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thì nhà và đất của mình sẽ được nằm trên mặt tiền đường lộ nhựa, xe ô tô là đi vi vu luôn. Thì đất này là đất nhà cắt ra bán và chưa qua nhà đầu tư nào hết. Cái diện tích mà chủ cắt ra bán cho mình, mặt tiền bề ngang là khoảng 9,5 m, chiều sâu vô là trung bình tầm khoảng 30 m, trong đó là có 100 m² thổ cư luôn. Thì chủ kêu giá là 950 triệu, giá cả là mình sẽ thương lượng trực tiếp với chủ luôn nha. Rồi thì để em sẽ mở định vị cho cô chú anh chị xem ha. Trước tiên thì nhà của mình sẽ được nằm ở hướng Tây Nam nha. Cô chú anh chị xem nha, cái nút màu xanh xanh là cái vị trí em đang đứng ở nhà của mình. Nếu mà cô chú anh chị đi theo hướng này, mình đi tầm khoảng 1,3 cây số là mình sẽ tới chợ kênh 14 Cống Điếu, mình sẽ đi về ủy ban xã Long Vĩnh nha. Còn nếu mà cô chú anh chị đi theo hướng này tầm khoảng 2 cây số là ra tới đường tỉnh lộ 827, rẽ phải là về thị trấn Vĩnh Bình, về quốc lộ 50 nè, rẽ trái là về bên đường tỉnh lộ 877 nè ha. Thì để em coi coi từ đây mà ra tới đường tỉnh lộ 827 em thấy trung bình là chỉ có 2 cây số thôi. Cô chú anh chị mình đi chỉ có 4 phút là ra tới đường tỉnh lộ rồi ha. Này cô chú anh chị nhìn nè, đường tỉnh lộ 827 nè, 2 cây số là 4 phút ha. Còn nếu như mà từ vị trí nhà mình ở đây á, cô chú anh chị muốn đi chợ á nha, thì em thấy có rất là nhiều chợ luôn, như là chợ kênh 14 Cống Điếu nè, rồi chợ của xã Long Vĩnh nè, chợ kênh 14 của Vĩnh Hậu nè, rồi chợ của thị trấn Vĩnh Bình luôn, nó 4-5 cái chợ luôn. Nhưng mà em thấy chợ gần nhất á thì là chợ kênh 14 Cống Điếu. Cô chú anh chị mình đi xuống chỉ có 1,3 cây số thôi, trung bình mà mình đi á là chỉ có 3 phút thôi là sẽ tới chợ kênh 14 Cống Điếu nha. Đây chợ kênh 14 nè. 1,3 cây số là 3 phút thôi. Còn những cái chợ còn lại như là chợ của xã Long Vĩnh, chợ của thị trấn Vĩnh Bình á, thì cô chú anh chị đi là khoảng 5 đến 7 phút nha. Để em xem luôn coi từ vị trí nhà mình ở đây nè, cô chú anh chị mình đi về tới ủy ban của xã Long Vĩnh đi ha. Từ đây mà về ủy ban xã Long Vĩnh là 3,8 cây số, trung bình cô chú anh chị đi là 7 phút nha. Này, ủy ban của xã Long Vĩnh nè, 3,8 cây số là 7 phút. Thì kế bên nó là sẽ có chợ Long Vĩnh nè. Rồi em thấy là có trường tiểu học Long Vĩnh luôn, có tiệm tạp hóa nè, có quầy thuốc thú y là đầy đủ luôn. Mình đi khoảng 7 phút nha. Còn nếu như mà cô chú anh chị muốn cho con em mình đi học trường cấp 3 thì mình sẽ phải đi ra ngoài trung tâm của thị trấn Vĩnh Bình. Tại vì ở đây chỉ có thị trấn Vĩnh Bình hoặc là xã Long Bình mới có trường cấp 3 thôi nha. Thì từ đây mà mình đi ra thị trấn Vĩnh Bình chỉ có 3,1 cây số thôi nha. Cô chú anh chị đi trung bình là chỉ có 6 phút thôi là mình đã ra tới thị trấn Vĩnh Bình rồi. Đây cô chú anh chị xem xung quanh nè, có chợ nè, có trung tâm y tế nè, rồi có trường mầm non, mẫu giáo cấp 1, cấp 2, cấp 3, rồi văn phòng công chứng, ngân hàng là có đầy đủ luôn. Mình đi chỉ có 6 phút thôi. Còn từ ở đây mà cô chú anh chị đi về tới bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh thì chỉ có 60 cây số thôi, 1 giờ 28 phút là về bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Thì nếu như mà cô chú anh chị nào có quan tâm tới căn nhà này, mình hãy liên hệ cho bên công ty nhà đất Huyền Trang Thái để tụi em dẫn cô chú anh chị đi xem, rồi sau đó là mình gặp trực tiếp với chủ luôn để thương lượng về giá cả ha. Rồi cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi hết video của em nha.